Con trai thông báo cáo phó tang lễ nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng, hé lộ thời gian, địa điểm an táng và lưu ý quan trọng về việc nhận vòng hoa. Hoàng Duy, con trai cố nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng, đã chính thức đăng tải cáo phó của cố nghệ sĩ lên trang cá nhân. Ngày 14 tháng 2, thông tin nghệ sĩ Hoàng Dũng qua đời khiến cả làng giải trí Việt chấn động, công chúng cũng không khỏi bàng hoàng. Được biết, cố nghệ sĩ qua đời vì bọ bệnh, hưởng thọ 65 tuổi. Cho đến sáng sớm ngày 16 tháng 2, con trai nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng là Hoàng Duy đã đăng tải cáo phó chính thức của cố nghệ sĩ trên Facebook cá nhân. Cụ thể, lễ viếng sẽ được cử hành tại nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội vào 7 giờ 30 phút đến 9 giờ ngày 20 tháng 2. Bên cạnh đó, lễ an táng sẽ được tổ chức cùng ngày tại Đông Tảo, Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Dưới bảng cáo phó có ghi rõ nguyện vọng của gia đình đã chuẩn bị hoa cho khách đến phúng viếng. Quý vị vui lòng mang khẩu trang, nước rửa tay và giữ khoảng cách để đảm bảo an toàn khi dự tang lễ. Trong phiên tòa này, tôi muốn xử một cách thỏa đáng để cho người chết cũng được an lòng. Con cáo già bao giờ cũng nguy hiểm hơn cả một lũ sói non. Chỉ khi nào con thật sự tập trung bình tĩnh, con sẽ biết mình phải làm gì. Con nên nhớ, mình là doanh nhân. Nếu tức giận thì đi ngủ. Rốt cục là mày muốn gì? Tôi muốn tìm ông bố thất lạc. Bố quá tàn nhẫn. Tàn nhẫn là sức mạnh. Chỉ có những kẻ yếu thế mới sợ điều đó.